nay mình có mặt tại hẻm 82 đường Bàn Cờ, phường 3, quận 3 nha mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết một quán phở chua từ gốc từ Lạng Sơn và Sài Gòn. Thì theo nghề gia truyền thì quán phở chua này bán đã được 70 năm. Đây chúng ta vừa vào cái hẻm 82 đường Bàn Cờ. Mình sẽ thấy một cái tiệm phở chua. Ngoài phở chua là có bánh giò và cháo sườn. Đó là hương vị đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn và Sài Gòn nha mọi người. Đây là cô Phượng đang bán cho khách. Cô Phượng được truyền lại cái nghề làm phở chua của nhà mẹ chồng. Bán phở chua tại Sài Gòn đến nay là đã 70 năm rồi mọi người. Đây là chỗ ngồi ăn uống tại quán phở chua. Ngoài phở chua ra thì quán này còn bán bánh cuốn nè, cháo sườn và bánh giò. Đây là không gian nơi khách ngồi để ăn uống, để thưởng thức những cái món phở chua tại quán phở chua quận 3. Đây kế bên hai căn nhà sẽ là chỗ nơi làm ra những món phở chua. Các bạn tới nơi làm ra các tô phở chua, cách nơi chỗ ăn uống khoảng vài căn nhà. Đó, trên là phở chua là bạn hiệu này. Đây địa chỉ là 242/101 Nguyễn Hiền Thục, phường 3, quận 3. Thank you.
đỉnh heo. À, mình làm nước súp. Cho mấy cái tô đỏ nằm trên á, tô đỏ nằm trên nó mới đẹp. Gà xa xíu, mè, lưỡi, tiêm, ba tử, tiêm, lưỡi, gà xa xíu, gà. Rau mình cũng thấy đặc biệt quá ha cô Phượng ha. Sao em? Rau của mình á. Rau thì có giá dừa mặt hơn. Ba thứ là sao có phần là phở chua, cháo sườn với bánh giòn. Đó là nước sốt hả? Đúng rồi, nước sốt me. Đó, okay. Nước mèo là đặc biệt là nước gà nấu gà. Gà với heo luôn. Đây, gà. Đây, thấy chưa? Đó. Đúng không? Không không làm gà bỏ nhà không? Chế vào đây. Vậy đó. Như nhau mà. Đúng rồi, như nhau nhưng mà nó đầy quá. Dạ, dạ. Đây, thêm một phần để đó là một phần của phở chua. Tắt bánh giò. Kìa, bánh giò. Ra quay cái bánh giò đó. Phần cháo sườn. Đúng rồi. Ngoài ra phở chua còn bán cháo sườn với bánh giòn. Đúng rồi. Ở đây đặc sản đặc biệt là vậy thôi. Mình có lớp gì ở trên anh cô Phượng? Nó có thịt bằm, sườn, hành phi, ngò, tiêu, ăn kèm với nước mắm. Đó là một tô như vậy là bao nhiêu tiền cô Phượng? 25. Bánh giò thì 22. Phở chua thì 45. Cô Phượng, bánh giò này là tự nhà mình làm đúng không ạ? Đúng rồi. Thank you.
hầm tôm phở. Và bên trong là xá xíu đúng không con? Ừ. Cái này là cái gì, ruộng gà không? Gan. Gan gà. Đây là thịt gà nè, thịt gà để bỏ cho tôm phở chua nè mọi người. Đây, thịt gà đây thịt rất là chắc, và cánh gà, tim gà, gan gà và đùi gà đây. Là chắc thịt. À, đây là một phần phở chua đầy đủ, gồm có thịt gà nè, tim nè, nè, gan. Giờ làm sẵn đây, cô sẽ làm sẵn đây. Chỉ cần khách vào là bỏ nước lèo, nước chua vào nữa là ăn. Và đặc biệt ở đây là phở ở đây không có nước lèo như những quán khác nha mọi người. Lấy ba cái chén hàng xíu quá. Chú ít mỗi lần mình bán một tô rồi. Ừ. 30 cho mấy ông nhậu á. Nước lèo mình nấu lâu lâu không? Nên dắt sáng á. Chợ sớm luôn. Ờ. Đi chợ về cái mình làm sạch sẽ rồi mình nên hết. Nó ra nước ngọt. Rồi lấy chén à. Đây là tóc phở là tận ở nhà của Phượng làm luôn. À, phải bỏ ớt lên nữa không Phượng? Sẽ tế, tóc phở. Đây là bỏ trong cái tô phở chua mình luôn.
gia truyền. Cứ một phần mang về là một giá. Tự đem về lúc nào cũng dư hết á, đem về lúc nào cũng bỏ nhiều cho người ta. Ở đây thì mình trang một giá chứ đem về lúc nào cũng giá rưỡi. Đó vậy nè. Ở đây người ta có thể là xin mình cho được chứ về nhà xin đâu giờ. Nên phải cho lúc nào cũng cho dư. Ở đây của món này là mà gia truyền từ hồi xưa từ, à, di cư từ Lạng Sơn vô đây là bán luôn từ đến giờ. Nghe là của gia đình. Đúng rồi. Gia đình mẹ cô hả cô Phượng? Của mẹ chồng. Tức là mấy đời rồi. Tức là 70 năm á. Đúng rồi. 70 năm rồi mình bán riêng một chỗ này thôi hả cô Phượng? Đúng rồi, chỗ này thôi. Hẻm mình là hẻm bao nhiêu đường? 242-101 Nguyễn Thiện Thuật. Quận 3. Quận 3. Chỉ có chỗ này thôi. Những người ta đi nước ngoài về là sẽ kiếm ngay chỗ này ta biết. Hồi xưa đó, khách hồi xưa quen của bà già đó, biết. Rồi cứ về là hỏi, bữa chua giờ này còn bán không hay là nghỉ rồi? À, có. Thì ngồi phở chua đây thì mình còn bán thêm những thứ gì nữa không? À, hồi đó có bánh cuốn nữa. Bánh cuốn Lạng Sơn là cũng nhà mình làm luôn, đúng theo rồi. Phong cách góc Bắc thôi mà. Hồi xưa má bán luôn, và làm không nổi, mình làm không nổi. Bánh sườn mình có một bánh sườn thôi. Đúng rồi. Rồi bánh cuốn ra còn có bánh giòn. Bánh giòn, cháo sườn. Mà anh thấy hương vị ở đây nó lạ không? Tại vì em thấy bình thường là phở bò có nước lèo. Đúng rồi, mình ăn ở đây tại vì nó lạ, nó khác với mấy cái phở thường ngày mình ăn. Dạ, nó hợp với khẩu vị của ông à, của anh rồi. Đúng rồi, mình cũng quay ăn đây khá lâu, ăn cũng 5-6 năm trước rồi. 5-6 năm rồi? Ừ. Dạ, anh thấy giá cả ở đây là như thế nào anh? Ừ, giá cũng phù hợp thôi. Hợp lý, theo anh là hợp lý. Hợp lý, đúng rồi. Dạ, dạ. Tại mình ăn cũng khá nhiều bánh giò nè, với cũng nhiều món phở chua như kia. Dạ. Ừ. Phở chua ở đây thì anh thấy cái nước sốt nó lạ không anh? Ừ, nước sốt me đúng không? Dạ đúng rồi. Nó cũng khá ngon, nó hợp khẩu vị mình. Dạ. 2 năm. Là gì ăn ở đây là chị thấy cái hương vị ở đây như thế nào vậy? Phở ở đây đó. Dạ ngon. Ngon. Dạ. Kiểu thấy... hợp khẩu vị của em nên là em ăn hoài. Dạ. Chị thấy giá ở đây là như thế nào vậy? Ờ, em thấy vậy hợp lý. Dạ là so với vậy là hợp lý. Mình ăn ở đây là khoảng bao lâu rồi chị? 5-7 năm gì vậy. Và đặc biệt em thấy phở ở đây là không có như nước như những cái phở bò hay phở nơi khác. Thì đây cái phở chua. Dạ. Không nước lèo ở trong như cái tô phở thì mình thấy như thế nào? Tại vì nó cái hương vị của nó lạ so với những chỗ khác á. Những chỗ khác thì có những chỗ cũng có phở chua nhưng mà cái nó gọi là phở khô nhưng mà cái hương vị không có đặc biệt như bên này. À, đây là đường Bàn Cờ nha mọi người. Mọi người tới con hẻm 82. Đi vào bên trong khoảng 20m rồi sẽ thấy tìm phở chua bên tay trái. Còn con đường đi thẳng vào về phía bên này là đường Điện Biên Phủ.